Hello, 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 hello everybody. Welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta lại đến với một con game ha. Con này thì của S3S66 hả ta? Cái con này có chưa? Đây có rồi. Còn BC66 hả? Chưa chưa hình như đây chưa có cái code đó. BC66. Ok. Rồi ok, vô game này hả? Con này heo thấy lạ lạ nên đem lên up cho anh em ha. Đù. Game kiểu gì trời? Bản này có bản Việt Nam không bên em? Wow, nhìn nó hay nè, khá là hay nha. Oh no. Wow, đồ quá đẹp. Chù chà. Đẹp dữ rứa. Gì đánh gì nữa đây? À đánh theo mấy cái map này đó hả? Trời, kiểu này chơi mới nè anh em. Kiểu này lạ nha, mới thấy luôn. Wow. Đồ. Được một con ếch hả? Còn nhiêu mảnh không? À. Đồ hiệp sĩ mù. Ok, cái gì ạ? Ủa nhân gì dữ hả? Đồ một phát level 5 luôn hả? Nâng cấp nó lên. Đây là khảm đá hả? À. Trò này có bộ lạ nha. Thằng này hơi yếu ha. Chắc tại vì chưa nâng cấp lên đó mà. Game này heo thấy nhiều code nè anh em, mà cái lối chơi lạ nè ha. Đây cũng ok á. Mà hướng dẫn game hơi nhiều nha. Có chỗ nào hot ra không ta, auto không? Để cho con này nó lên nộ cái coi. Không không. Không giết luôn, để con này nó lên nộ cái. Nó chưa lên nộ luôn trời. Đậu xưng nó. Hết luôn rồi còn nộ cái quần què gì nữa. Chán ghê chưa? Về luôn đi cho lẹ. Một mình con này thôi là ăn hết rồi còn gì nữa đâu. Có tạo khiên phòng ngự nữa hả? À. Này gì đây? Ủa, từ khi nào ta có một con tướng mới nữa vậy? Điêu thật. Đù, con này hay ớt nha. Wow. Trời, con này hay ớt luôn. Thử coi nổ nó là gì đây? À, bánh xe. Khi bánh xe còn lăn, bánh xe còn lăn. Đây con boss này em. Đồ. Rồi, một hit một. À. Đây boss tới nè anh em. Đây mới boss nè, boss của chúng ta nè. Đồ, con này ngon dữ vậy. Miễn là nó giết được, nó giống như là kỹ năng của con
Getoga đó anh em. Cứ giết được một con là bắt đầu nó nộ đánh tiếp, giết được một con là nộ đánh tiếp. Đồ thơm đó. Á đồ quý tướng luôn rồi còn cái quần què vậy nữa. Trời ơi một nồi luôn nè anh em. Chồ còn gì để nói nữa đâu, một đống luôn trời ơi. Con này xấu quá ấy mà con này nhìn giống tài hiên nè anh em, cầm cái gậy nè. Mà con này xấu nha, đổi là con khác rồi. Đồ con này có cái cự kiếm bự dữ ta. Ô có con cỡ với con heo nữa kìa. Đồ có cao bồi luôn. Chị chắc bỏ con nhỏ này vô quá. Gì hả, có da xua đồ đây nữa hả? Má đéo có chỗ nhét hết mấy con này vô. Trời ơi quá trời tướng xịn luôn kìa anh em. Trời ơi đâu con bé cởi con heo nè. Level 8 mới mở auto được. Mấy con sao lâu lên nộ quá. Đô má đánh qua mỗi map được 2000 gử kim cương nữa hả? Ê tính ra hôm đó chứ. Quay ra coi, quay ra coi. Ơ được luôn con ba ớt không? Má tưởng nó được luôn con ba ớt thì ngon. Này về đây chắc nhiệm vụ. Còn đây là hư nè ha. Để ra qua nè. Đồ má mấy cái này mắc quá. Cái này gần như là mấy cái này là quà nạp luôn. Còn què gì nữa. Điều quan trọng là đi tìm cái chỗ nhập code các anh em ơi. Đồ má đây một đống đồ luôn nè. Ghê hả à? Chắc là quà tiêu á. Một trăm ngàn kim cương quay hả? À, quay cũng hên xui à, nhưng mà... Ô méo đủ, ok. À đồ, má chơi ngu rồi. Má tự nhiên lấy tiền đi mua kinh nghiệm, trời ơi à. Má ta nó không có cái ngu nào để giống cái ngu nào là vậy đó. Má hết tiền để lấy tiền để mua kinh nghiệm. Giờ điểm danh lại mà lấy đồ. Trời ơi. Cái gì vậy? Đây chắc là chỗ nhập code nè. Để nhập cái code này vô coi. Đó, ok ok. Đồ má vô tình lượm được bí kíp. Chắc 100 lần quay tướng đó anh em. Đồ. Ok ok, vừa vô game là có thêm cái code nữa. Đâu biết đâu ở ngoài nãy đâu có code đâu anh em. Code mấy cái code tào lao không. Em thấy con game này có bộ cũng được nè anh em. Nếu mà đánh map mò qua mỗi map là nó có quà như vậy thì cũng khá là ngon ha. Không tới nỗi nào gọi là dở đâu ha.
là cái thể loại chơi của nó cũng khác đối với mấy con khác, nên chắc là ok. Lạ lạ là cứ chơi thử thôi. Này gì đây? Đồ cái gì mà không kim cương vậy? À chắc là giống shop gmê đó mà. VIP hiện ở đây chúng ta được VIP 8. Điều chưa? Quà VIP 1 kim cương nha anh em. Ok ok, quà VIP 1 kim cương. Ok ok, đồ má bánh bao nhiều dữ vậy. Ủa bánh bao hình như là thể lực mà đúng không? Sao nó cho bánh bao nhiều vậy ta? Có đậu hũ húi nữa kìa. Đừng nói cái quyển đỏ đỏ cam cam đó là cái quyển mở cái ấy nha. Chắc cũng dám lắm à. Quay phép quay tướng đó anh em. Em sợ là vậy thôi. Có vé tệ hả gì em ta, chứ nếu không có thì trò này chơi cũng hơi buồn. Đồ má đăng nhập 3 ngày 7 ngày được một con tướng 3 sao ha. 1 cộng 1 bằng 9 là sao? Chưa thấy cái quà đăng nhập đâu luôn nha. Cái này là chắc phải tìm hiểu thêm rồi. Đây quá trời đồ luôn nè. Đúng rồi, cái vé đó là vé quay tướng ha. Đồ, chúng ta có vé quay VIP nè anh em. Má, vé quay tướng thường mà 626 vé. Wow, 626 vé quay hường. Ngon, quay thử rồi, quay thử rồi. Nè bắt đầu nó chạy nè. Đó. Nhìn chưa một tướng mà nhìn cũng bắt con mắt nữa chứ. Ok, lần này méo có gì hết. Dạ, có bộ chiêu tướng kiểu gì cũng hơi chua ha, hơi khoai luôn á. Nó không ra được một con thì chừng nào nó mới ra được một con ếch. Nó thử bên này coi 10 lần VIP nè. Đồ, ra con ngon hay gì nè anh em. Mới thấy. Cái gì đây. Đó, trời. Má một con 3 sao. Trời ơi. Ok nha. Hôm nha. Ngon. Được. Ý, có bé tệ hả? Đồ. Vé 1000 tệ hay gì vậy? Ra một đống luôn kìa, đồ mã lên VIP 13, 11 luôn. Nhận tiếp chứ trời ơi, vé quay VIP nữa kìa. Điêu rồi ơi. Ok, 1000 tệ đã được nhai. Trời ơi, bây giờ ta nói ủa sao đâu không có gì hết, chỉ có bao nhiêu đây thôi sao đủ chơi. Đồ mà cho thêm 1000 tệ nữa. Hình như là đây là Lữ Linh Khởi hay con gì đấy. Ok. 10 tệ nè ha. 10 tệ. 60 cho cái này là 100 đi. 200 với 300 là 500, 1800 tệ nha anh em. Ok. 1800 tệ. Quan trọng là mấy thằng này chắc lên level nó mới ăn được quá. Đúng rồi luôn, cái này là lên level mới ăn được. À, ok.
chưa, cái này là lên level, chưa đủ level nó méo cho ăn đâu. Rồi ok ok, vậy là thấy mê rồi. Đây là gì vậy? Ồ, hồn hả, hồn hả? Ê, hình như là ba ếch đó anh em. Đồ, ê, có Inuyasha nữa hay gì nè. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Đồ, mã level 26 mới ghép được hả? Đỉ mẹ cưng. Ok, ok, còn quay 10 lần được. Tiếp. Rồi, 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 rồi. Rồi, lần này méo quá tướng ba ếch rồi anh em. Có là nó sẽ hiện lên ấy ha. Rồi kỳ này không có rồi. Má kỳ này đúng xui. Thôi ok ok. Có tệ, có đồ, có tướng vậy là ngon rồi. Đòi hỏi gì nữa. Hồi nãy có cái chỗ để chúng ta vô mua tướng nè. Năm ngàn bảy hả? Trời chơi luôn chứ. Mẹ ngại ngùng gì mấy thứ này. Đó, được một con ếch nữa, ba ếch nữa. Ok, ok. Đó, đâu, 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 đây. Rồi ơi. Ngày của chế nha, ngày của chế nha. Trời ơi. Ok, ok, thơm. Cái gì vậy? À, 23.000 mua được 3 cái hả? Đục má chua quá. 41.000 6 cái. Thôi nghỉ đi con. Giờ đi mua level nè. Bây giờ có tiền rồi là đi mua level lên. Ủa, 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 quay được hả? Quay được hả? Ê, quay được nè. À, có 50.000 hả anh em? Đồ. Rồi giờ là 140.000 thiếu rồi. Nhưng mà không sao, cứ để nó đi, ta đi mua. Mua này ta. Đột mắt cái này có 5.000 à, cái này có 10.000 à. Ừ, ngứa tay quá. Ok, mua kinh nghiệm chút đi. Kinh nghiệm lên được có 18 à. À, chiếm khoáng, chiếm khoáng. Cái này là chiếm chiếm mẫu khoáng rồi. Vô à, trong đây là cái phiếu giảm giá đó mà, giống như là mua giờ đồ giảm giá đó mà. À. Con này năng động hả? Như là năng động. Năng động, trời má, tính ra hồi nãy giờ là khá nhiều vật phẩm ngon luôn á. Ok, nhập hết code, bây giờ còn code kiếp gì nữa đâu mà nhập. Ok, mua, ê đây, đây có 5.000 hả ta? Cũng có 5.000 hay 50.000 đây. Em nghĩ là 5.000 ha. Ê, mua thử coi, cái này nó giảm giá nè, giảm giá hơi sâu á. Ừ đúng rồi, có 5.000 à, 5.000 à. 5.000, ơi mua luôn cái này đi. Má, tại ngứa tay quá, không phải gì anh em. Ok, mua hết đi. Rồi, quay, quay, quay đâu ta? Đây nè, đây nè. Đồ, 35 vé quay. Trời ơi. Đang ngứa tay luôn, ngon, ngon. Ơ đồ, má lần này đéo ngon rồi. Nó không nghe. Ơi 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 có nè. Thôi ơi. Ủa mà sao nó không kích duyên ta? Ủa nó không kích duyên. Hồi nãy là thấy là ấy, tưởng đâu là không có. Ai ngờ nó có. Ok. Rồi 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 rồi. Rồi. Má nè. Ok ok, kích duyên cái cho ta. Ơi có rồi, có rồi. Nó hiện số lên là có ha. Để coi con gì đây. Bắt đầu.
phẩm đó. Đây đây đây, chúng con có rồi. Ai... ngửa tay quá, đẩy thêm cái nữa luôn anh em ơi. Ơ đây có nè, đây có nè, đây có nè. Có 6 cái nữa là 11 cái quay liền. Mà ngửa tay ngửa chân là đẩy hết. Tới luôn đi em, không cần. Rồi. Ok ok, chơi máu quá là vậy đó, nghỉ đi. Rồi bao nhiêu đó là bao nhiêu đó tướng là thấy cũng khá ngon rồi ha. Đâu rồi, đây 3 ếch được 3 con ha, với lại một mảnh của con kia nữa. Đó, khá là ngon rồi, được rồi, vậy là ok rồi. Nâng mấy cái này lên luôn. Nâng hết ha. Ủa đây có không? À có mảnh vạn năng, có mảnh vạn năng. Đồ. Ok ok, hết mảnh vạn năng rồi chú ơi. Đây con này cũng 3 ếch nè. Đó, mặc vô con. Ok ok. Đó con này hồi nãy ra thêm 2 lần nè. Má. Dù sao cũng được đi, kích duyên nó lên vậy là được rồi. Giờ ra đố nào đánh lại tao. Trời ơi, bưởi hả bưởi. Bưởi năm roi luôn này chứ bưởi hả bưởi. Ok cô. Ở đây là con ếch mà. Đậu phộng, con 2 ếch, con 3 ếch đâu. Đây là một con. 3 ếch đâu rồi, có 2 con vậy, 1, 2 nè. Còn 1 con nữa đâu rồi ta, hồi nãy mở tới 3 con luôn mà. Đây, 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 con này đủ nè. Đó. Rồi em nó đâu rồi? Đây. Tới luôn, tới luôn. Bao nhiêu đây cũng đủ làm vốn rồi nha anh em. Còn ông nào muốn làm vốn thêm thì bỏ ra thêm ha. Đây nữa nè, đây một con nữa nè. Nó nói nãy ta có mở ra được 3 con, thêm một con mảnh nữa là 4 con mà tự nhiên giờ sao không thấy. Thì ra nó nằm ở đây. Ok. Rồi game khá là hay ha. Link em sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Qua ải còn có kim cương đồ các kiểu nữa ha. Chìa khóa đồ. Thì nhóc luôn. Đồ má mở mảnh UR luôn hay gì vậy? Trời ơi à. Ủa mảnh này là mảnh gì ta? Mảnh tướng đỏ là tướng gì không biết. Đó, giờ vô rồi nè. Ok ok, để cho nó tự đánh luôn. Dễ gì mà ăn được tao. Ừ ừ. Trời ơi. Đùa với Mỹ hả con. Rồi lên lên game để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Con này heo thấy khá là hay nha anh em. Này hình như là tướng UG hay gì á. Rồi rồi rồi. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok ok, rồi có phần. Ủa cái này nó để nó tự đánh luôn hả? À như hồi nãy cái này đánh qua rồi. Trời đủ má, đang đánh còn nói chuyện nữa trời. Đồ. Gì ghê vậy?
Trời 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 trời. Đâu mà một mình thằng này mà đánh hết luôn hả? Rồi thôi bây giờ em cài game đây. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Game khá hay. Một thể loại game mới. Ok, bye bye. À, luyện thần mà.